Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay thì em tiếp tục báo giá đến các bác ở đây là 6 cái sản phẩm, gồm có 5 con giải mã và một bộ dàn mini về phục vụ các bác là làm giải mã quang ra về, chúng ta kết nối xuống âm ly to để chúng ta nghe nhạc ra nó to, hoặc là chúng ta có thể lấy những con giải mã này về mình ghép thêm với những các cái loa mini, những cái cặp loa nhỏ nhỏ ở nhà chúng ta, để chúng ta có thể là làm công suất và làm giải mã luôn, để thứ nhất là có thể nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra trong các không gian nhỏ, hay thứ hai là chúng ta có thể là ghép thêm loa vào để phục vụ cái việc là nghe nhạc từ tivi smart hay loa tivi cho đỡ ỏng loa tivi các bác nhé. Và bây giờ em sẽ vào chi tiết từng sản phẩm một. Trong clip này thôi em cũng sẽ chỉ báo giá cũng như là báo về tình trạng máy bên ngoài, quay tình trạng máy bên ngoài cho các bác xem thôi. Cũng như là báo một số các cái chức năng của máy còn chạy, còn đâu là em sẽ có một clip em bàn giao riêng cho các bác sau khi các bác mua hàng nhé. Hoặc là các bác nào cần test con nào thì em sẽ test riêng sau và em sẽ gửi clip cho các bác, hoặc là em sẽ đưa thẳng lên YouTube các bác để nó xem. Ok các bác nhé. Thế hôm nay thì bây giờ em sẽ đi vào từng chi tiết từng sản phẩm một này. Đây ở ngoài cùng bên tay phải đây là một bộ dàn mini của Onkyo các anh nhé. Đấy. Thì bộ dàn này là bộ dàn Onkyo FLV77. Vâng, như bộ dàn FLV77 nhé. Thì bộ V77 này, đây nó có kích thước của cả bộ dàn như sau. Đấy. Bộ dàn này nó có chiều ngang khoảng 52 cm. Chiều sâu tính theo cái cục này thì nó khoảng tầm 40, nó khoảng 35 cm. Đấy. Và chiều cao của nó là đi 27 cm tính theo loa. Đấy. Hàng về thì loa và máy đồng bộ với nhau và tình trạng còn đẹp, các anh nhìn tình trạng còn đẹp nhé. Đấy, căng loa các thứ đều còn được bảo quản rất tốt. Đấy. Loa đi cũng vậy. Loa này thì là bát viền 13, bát viền 13, gân cao su và màng giấy các bác nhé, chép đom. Đấy. Loa góc cạnh còn đầy đủ, rất là đẹp. Mỗi cái loa V77 này thì có trở kháng là đi 6 ohm và công suất 70W để phù hợp cho các bác là chúng ta nghe nhạc ở trong các cái phòng ngủ, phòng khách diện tích nó vừa phải, phòng khách chung cư. Đấy, hoặc là mình dùng nghe thay cho loa tivi đều rất ok nhé các bác nhé. Đấy, này, loa đây. Đây, cục máy đây nhé, mặt mũi còn rất là đẹp. Đó, nhìn thấy không? Không có xước sát gì. Đấy. Còn vỏ máy đây. Nói chung hàng bãi nó về thì vỏ máy nó sẽ có đôi chút xước sát, nó không cháy được 100%. Đấy. Còn đây là mặt sau của máy này các bác này. Mặt sau của máy công suất này nó sẽ có đầy đủ các cái đường vào cho điện thoại máy tính, như các anh cắm điện thoại máy tính qua đường dây AV nhá, và có cả đường quang in này, các anh cắm TV Smart vào đây qua đường quang này. Và khi các anh out in tín hiệu đường quang vào đây thì các anh có thể là out tín hiệu qua các cái đường tape out vào đây. Đấy, hoặc là đường CLA ở dưới đây. Và các anh sẽ đưa được xuống dưới âm ly to để các anh nghe nhạc ra của nó to nhé. Đấy, tức là mình thích thì mình có thể là nghe song song cả cái bộ dàn mini này cùng với cả cái bộ dàn to. Đấy. Hoặc là mình chỉ cần bật mỗi cái cục này không lên thôi. Đấy. Và mình sẽ có thể là giải mã tín hiệu quang thành AV và đưa xuống dưới dưới âm ly to để mình là làm giải mã quang ra AV cho cái âm ly để mình nghe ra nó âm ly to nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Và con V7 này tình trạng em test ở đây là CD vẫn đang đọc. Đấy, đường quang đường điện thoại vẫn chạy ok nhá. Đấy. Còn cái MD này nói chung là bây giờ ít người chơi rồi nên em cũng không test MD này mấy nhá, thì hầu như là em bán là chủ yếu là bán vào các cái bộ dàn này cũng như các cục giải mã này, em bán chủ yếu là về để các bác là chúng ta nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra cũng như là làm công suất và chơi giải mã quang thôi, còn cái CD và MD em không bao chạy đâu. Còn cái phần CD này thì là rất nhiều người hay hỏi CD có chạy hay không, thì em có test thêm để cho các bác biết là CD còn đọc hay không em báo lại thôi, còn em không bao chạy CD nhé. Đấy. Con V7 này thì giá của nó là đi 2,1 triệu, các bác là mua liên hệ nhé. 2,1 triệu cả bộ. 2,1 triệu cả bộ nha, hàng đẹp.
tiếp ở đây là một cái con giải mã của Onkyo rồi các bác này. Đấy, giải mã Onkyo nhá, đời rất là cao, màn hình xanh. Đấy, công nghệ màn hình xanh nhá. Đấy, màn hình xanh. Con này có chiều ngang cả máy là 20 cm, hơn 20 một tí. Chiều sâu của máy nó khoảng 33-34 cm. Đấy, và chiều cao của máy nó khoảng 14.5 cm, đem đo bằng thước đây nhá, 14.5 cm. Đấy, máy về thì là hiện tại là em test là CD vẫn đang đọc này, đường quang vẫn đang chạy bình thường, vâng, và đường điện thoại chạy bình thường nhá, công suất chạy ok. Đấy, về ngoại hình của máy gì đây. Đấy, con này thì là dòng Onkyo N7X nhá. Con này N7TX chứ, N7TX đời cao hơn cả N7X luôn. N7TX chứ các bác nhé, N7TX. N7TX ạ. Vâng. Và đời máy là đời 2000 mấy đây. Cũng rất là mới gần đây. Đời 2008 này, rất là gần đây nhá. 2008 luôn. Hàng về này còn đẹp. Đấy. Đây, trên đây thì hỗ trợ đầy đủ đây các bác này. Hỗ trợ đầy đủ tất cả các cái đường vào cho dây AV để cắm điện thoại máy tính này. Đấy, là đường dock in và đường tiếp in đằng sau này, và đường quang in ở đằng sau để có thể kết nối TV smart qua đường quang nghe nhạc này. Đấy, trước mặt đây thì có đường nai in này, đường nai in thì có thể là cắm dây 3.5 ra 3.5 vào đây để có thể là kết nối điện thoại máy tính chúng ta nghe nhạc ở trước mặt đây luôn được nhé. Nai in Onkyo N7TX nhé, Onkyo N7TX, N7TX luôn. Đời TX gần như là đời cao nhất của cái đời N7 luôn rồi. N7 TX là đời cao nhất rồi. Trước nó sẽ có N7, N7X và sau đó đến N7 TX là đời cao nhất. Đấy. Thì với những con N7 TX này thì là hiện tại em bán là những con này thường khoảng hơn khoảng 1,6-1,7 triệu cơ. Thôi em bán 1.450.000 thôi. Các bác nào mua thì liên hệ cho bên em nhé. Đấy, con này em test thì CD vẫn đang đọc. CD vẫn đang đọc nhé. Và đường quang thì điện thoại chạy bình thường, công suất ra bình thường nhé. Vâng, đấy. N7 TX. Tiếp này. Những cái dòng này thì nói chung là nó có thể chỉnh bát tép được, nhưng mà các bác cần chỉnh bát tép thì các bác sẽ cần phải mua thêm khiển của nó. Có thể là mua khiển học, cũng có thể là mua khiển zin nhá. Còn khiển zin, khiển xịn, nếu bác nào cần em có thể đặt thêm cho các bác cái khiển zin, khiển xịn của nó. Thì nói chung nó khoảng tầm đâu 350-400 gì đấy thôi. Bác nào cần thì có thể đặt thêm nhá. Cái này thì nói chung là hàng về không có khiển bác đi kèm bao giờ đâu, chủ yếu là bác nào cần thì mua thêm nhá. Đấy. Ok. Để tiếp ở đây là con này là con đền ông nhé, đền ông. Con này là con đền ông MN5DV. MN5DV. Đấy, con này thì em test thì là nói chung CD nó lúc đọc cũng không. Đấy, đây là bán đâu là không CD nhé. Không CD. Đấy, con này bình thường là nếu CD nó đọc thì nó là 2.390.000. Nhưng mà không đọc CD em bán là 1.690.000 nha. Các bác về chúng ta làm công suất, làm giải mã. Đấy. Và con này máy con chung còn đẹp, tình trạng còn đẹp. Tất nhiên đây là hàng bãi thì nó sẽ có một tí nọ tí kia một tí, là nó không thể tránh được 100%. Nhưng mà thế này là rất là đẹp rồi các bác nhé, nó đẹp rồi. Đấy, mặt mũi đây đẹp chưa, không có gì mà chê trách cả. Đấy. Và trên cái mặt máy của bọn đền ông này nó sẽ có nút tông để chỉnh bát tép trên mặt máy luôn các bác nhé. Nút tông chỉnh bát máy trên mặt máy đây luôn này. Đấy, mặt máy đây nó có chỉnh tông luôn. Đấy. Những cái đời DVD, những cái đời DV này là đời cao của bác nhé. Những cái dòng DV có đuôi DV này đều là những dòng đời cao công suất lớn của Onkyo, của Denon cả. Đấy, thì con này đây đời cao 2005 này cũng đời rất là cao rồi. Đấy. Và công suất tận 70W nhé, rất là lớn. Điện 100V. Đấy, rất là lớn luôn. Đấy, đằng sau đây thì có đầy đủ các cái cổng kết nối để các anh kết nối dây AV là đường AUX1, AUX2. Đường tiếp in ở đằng sau đây để có thể là cắm điện thoại máy tính nghe nhạc được. Và có cả đường quang in để các anh cắm dây quang vào đây để làm giải mã nhé. Tất cả những cái con này từ nãy giờ em giới thiệu thì đều là dòng giải mã không mồi các bác nhé. Giải mã không cần mồi. Đấy. Giải mã không cần mồi. Và chúng ta sẽ không cần phải nhét đĩa MD vào đây, chúng ta làm mồi để chúng ta giải mã, mà chúng ta cứ cắm giải mã trực tiếp là được. Không cần phải mồi các anh nhé, không cần phải mồi luôn. Rất là tiện. Đấy. Vì những cái dòng mà nó có mồi là những cái dòng mà phải cho cái đĩa MD vào đây để
nấm mồi ấy, thì nó sau này khi mà mắt nằm ở đây nó chết rồi được khỏi giải mã luôn, thì những cái dòng đấy bất tiện hơn rất nhiều, mà bây giờ hầu như là bên em bỏ hẳn cái loại đấy rồi, không làm nữa. Đấy, trước thì cũng có vọc vạch làm thử bán thử, nhưng mà về sau thì chỉ được một thời gian là khách hàng đều phản hồi là em ơi mắt chết rồi không giải mã được nữa, nó phiền lắm, nên là thôi và em cũng bỏ luôn, em không làm nữa. Mà lâu lắm em không quan tâm cái đấy rồi, bảo em giải mã mồi như thế nào em cũng nó thật em chả nhớ cách giải mã đấy, chỉ nhớ là cần nhét một cái đĩa MD vào, xong rồi bấm stop hay là cái gì rec rủng gì đấy thì để cho nó ấy, xong rồi phải chọn đầu vào gì đó, xong rồi lại còn ấn ấn bờ này hay cái gì nữa chạy ấy. Nói chung là nó phiền phức lắm đấy, nhưng mà bọn này thì không cần nhé, bọn này thì nó không phiền như vậy, nó chỉ cần cho đường quang ấn sang chuyển sang đúng đường quang cái là nó chạy phèo phèo luôn, nó chả cần phải làm thao tác gì nữa cả, đơn giản cực kỳ luôn các bác nhé. Đấy, đề nông ME55DV nhé, hàng đẹp. Đấy, con này thì đường quang còn chạy ok, đường điện thoại chạy ok đấy, và có chỉnh bát test trên mặt máy nhá. Đấy, giá là 2.390.000 thôi, bán là 1.690.000 không CD nhá. Các bác nào không quan tâm CD thì mua cái con này cho nó rẻ đấy. Còn bác nào thích kiểu CD nó chạy, đương nhiên em test thêm CD thì phải thêm tiền thôi nhá. Đấy, tiếp ở đây là một cái con giải mã đời rất là cao, đời cũng rất cao của đời đến ông nhá, và là phiên bản giới hạn đề nông MG35NT. Đề nông MG35NT nhá. NT nó viết tắt của Limited Edition ấy, Limited Edition nhá. Đấy, tức là giới hạn số lượng. Đấy, máy về hàng còn đẹp nhá, hàng về máy đẹp. Là những cái dòng cao cấp. Đấy, và dùng để làm kỷ niệm bao nhiêu năm mới thành lập của Đế Đông ấy, nên là các anh nhìn này, từ những cái kẹp loa nó làm cũng khác, nó là dùng kẹp bắp chuối nhá, hàng cao cấp rồi mới có những kẹp bắp chuối này, còn thông thường những cái hàng mà nó ấy hơn một tí thì nó sẽ dùng cái kẹp kẹp bằng ấy như này đấy, kẹp bằng kẹp loa như này đấy. Đời này cũng là đời cao nhưng mà nó chưa hẳn là cao cấp hẳn, nên con này nó đời cao cấp hẳn luôn này, nó sẽ có kẹp bắp chuối luôn, các anh nhìn thấy không ạ? Đấy, đời 2007 nhá, 2007 đấy. Và con này công suất là 55W điện 100V. Đấy, MG35NT các anh nhé. Đây có đường quang in này để kết nối TV Smart này. Đấy, có đường tape in và đường AUX in ở đằng sau đây để kết nối DAV chúng ta nghe nhạc từ từ máy tính ra này. Đấy. Ngoài ra thì ở đằng trước mặt của con này nhé các anh nhé. Ngoài trước mặt con này thì sẽ có đường portable in. Là đường này. Đường này là đường hỗ trợ đặc biệt cho máy tính. À, không phải cho máy tính mà cho điện thoại và các dòng máy nghe nhạc, nên khi mình cắm qua cái đường này thì em đều có cảm giác rằng là cái tiếng thứ nhất nó to hơn, cái thứ hai là cái chơi nhạc cũng hay hơn cái đường dây AB đằng sau, đường áo cái đường tép ấy, nó em nghe nó hay hơn đấy, thì em chia sẻ thêm cái đấy một chút xíu đấy. Thì con này đặc biệt đây là chỗ đấy là nó có cái đường này nhớ để cắm điện thoại máy tính nghe nhạc đấy, và trên mặt máy nó cũng sẽ có tông chỉ bắt tép này đấy. Các hệ thống đường bấm để chuyển đường vào đấy. Rồi các cái núm này để vận chỉnh như tông này này, em giới thiệu nhiều rồi đúng không đấy, và lách bài khi mà dùng trong 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 chơi CD đấy. Thì con MG35NT này nói chung là các chức năng của nó là đường quang, đường điện thoại, rồi là cắm chơi CD đều vẫn là ok nhá đấy. Đấy, và con MG35NT này thì bình thường ra là giá của nó là 2 là 3.290.000. Đấy thôi thì đợt này thì là thôi bán là 2 triệu tư nhá, 2 triệu tư nhá. 2 triệu 400 nghìn. Đấy, bác nào mua thì liên hệ cho bên em nhé. Nói chung bán đợt này là con này là em bán gần như là bán chơi chơi vui vui được một con này thôi. Nhưng còn sau này thì nó lại phải về với cái giá 3 triệu 2, 3 triệu 3 như vì đây là dòng này mới tịch này. Những dòng này mới tịch này về rất đắt vì nó ít ít hàng rất đắt các bạn nhé. Đấy, ba con này kích thước của nó thì nó như sau, không biết là cái thước vừa để đâu mất rồi, à đây ngay đằng sau đấy nhé, kích thước của con này như sau này. Đấy, chiều ngang 20.5 gần 21 cm, chiều sâu tính cả cái cọc của đằng sau đi là khoảng 35 cm. Đấy, và chiều cao là đi 14.5 cm, tương tự con này 20.5 cao 14.5, sâu là đi 35 cm này, 35 cm. Ok nhá.
Đấy, thì con này là 2,4 triệu nhá, mà cỡ 35 LT 2,4 triệu. Đấy, tiếp theo ở đây là một đời rất là cao của đời Onkyo. Đời này cao hơn hẳn luôn cái dòng là gần như đời cao nhất của các cái đời N luôn các bác nhá. Đấy, đây có những đời N. Đây là Onkyo FR N9 nhá, N9. Đây là những cái phiên bản mà được đánh giá là phiên bản hay nhất. Đấy, hay nhất của đời N. Đấy. Nó cho tiếng cực kỳ hay với công nghệ giải mã DNA02 nhá. Công nghệ DNA02 thế hệ 2 đấy, công nghệ giải mã thế hệ 2 không mồi nhá. Đấy, tiếng rất là hay. Đây. Vỏ viết còn đẹp. Đấy. Mặt mũi còn ok luôn. Đấy. Đấy. N9 nhá. Đấy. FR N9 này. Con này công suất là đi 56W thì 100V. Đấy, made in Japan nhá. Đấy, cái đời N9 này, đời cao này nó sẽ có cả có những con ngao đủ hết này. Đấy, rồi có đường vào đằng sau đây, ba đường này, một đường line, một đường tiếp in và một đường serial in để cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhé. Có hỗ trợ sub out để có thể là cắm ra sub điện nhé. Con N7X này cũng có này. Con N7X này cũng có đường sub out này. Nhé. Còn con MG35LT này cũng có sao ấy. Đây có nhé. Còn đời MS55DV này này. Anh nào muốn cắm sub độc lập thì sẽ phải cắm một đường tiếp out nhé. Cắm một đường tiếp out. Cái đường cắm nước tiếp ao nhé. Còn đâu là ở đây nó sẽ có một cái kiểu đời nữa là để nâng cấp thành 5.1 nữa, nhưng mà nó phải cắm với cả súp của nó, súp đèn đông của nó thì nó mới ra được tiếng từ đường súp nhé. Đấy. Đó. Đấy. Tiếp ở đây là một con đề nông MA5DV. Đấy. Tương tự như đời ME55DV này thì đây nó cũng là một đời MA nhé, đời MA. Đời MA này nó có một cái đặc biệt là nó là cái dòng nó có giải mã sao cạc đấy. Nên là tiếng chép, tiếng bát của nó sẽ trội hơn so với cả một cái dòng nó không có cái giải mã sao cạc. Đấy. Và con này con đề nó MA5DV. Đấy. Nói chung mặt mũi của máy còn rất là đẹp và nó cũng có một cái kiểu máy mà nó không phải là kiểu nền khối mà nó vẫn là nền khối nhưng mà nó được chia được một cái rãnh như này. Có một cái rãnh giữa này nhìn nó sẽ chia được hai cái tầng ra nhìn nó rất là đẹp. Đấy. Rất nhiều anh thích cái kiểu rãnh như này. Và cũng hỏi bên em khá nhiều về cái dòng MA này. Đấy thì hôm nay em về được một con MA5DV nữa thì em lại đưa lên cho các bác. Để các bác nghe, hoặc để các bác xem. Nếu bác nào lấy thì chốt thì liên hệ cho bên em nhé. Đấy, con MA5DV này thì công suất của nó là 70W điện 100V này. Đấy, đời DV là đều là những cái đời mà công suất rất là lớn. Đấy. Con này ở đây có cổng sao cạc ở đây nhưng mà cái cổng sao cạc này nó đang bị rụng một cái chân ở bên trong rồi. Đây. Bình thường nó có một cái chân ở giữa đây. Nhưng một chân giữa nó mất mất rồi. Còn lại sót lại mấy cái sắt ở đây thôi. Và cắm một đường sao cạc quả hiện tại đang không nhận sao cạc. Đấy nhá. Đấy thì nói chung cái này là chỉ khi nào dùng máy tính dùng đến thôi, còn đâu bình thường cũng mình cũng chả dùng thì cái này bao giờ. Nên có thể bỏ qua cái này cũng được. Đấy. Thì nó sẽ còn mình có thể cắm được điện thoại máy tính ở trên đường AUX in hoặc là đường tiếp in đều được nhá. Tiếp in hoặc AUX in đều được. Đấy. Và có đường BCMI ở đây để kết nối cái cổng cổng quang, chúng ta phát nhạc từ đường quang ra rất là ok. Đấy, MA5DV nhá. Đấy. Hàng đẹp luôn. Đấy. Được chưa? Hàng đẹp. Đấy. Ây xa. Đấy thì con MA5DV này thì giá của nó là 1,8 triệu. 2,2 triệu. Không đọc CD đấy. Các bác nhé, giá không đọc CD được 1,8 triệu nhé. Nhưng mà con này không CD, con này nói chung CD không đọc. Đây em bán là 1,8 triệu. Nhưng mà đấy con này thì nói chung là cái cổng sao cạc nó đang bị như thế. Thôi em bán con này xả luôn là 1,390,000. Đấy, cho bác nào về cắm không cần dùng sao cạc của máy tính nhé. Cái đấy ít người chơi lắm. Nói chung là thôi em cứ bán là đi 1,390,000 nhé. Thì bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em. Theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 để đặt hàng nhé. Và chúng ta đừng quên là hãy ủng hộ thêm cho Nguyên Thu Audio bằng cách là chúng ta kích chuông đăng ký kênh giúp em. Những bác nào chưa đăng ký hãy đăng ký kênh giúp em. Và những anh nào mà đăng ký rồi nhưng mà chưa đăng ký thông báo ấy, thì chúng ta tiếp tục kích cái chuông và chọn tất cả thông báo giúp em nhé. Em xin chào các anh và xin gặp lại các anh trong những video tiếp theo của bên em. Đấy, giá em sẽ cập nhật lại ở dưới phần mô tả, các bác nào ai cần có thể xem ở dưới mô tả hoặc là chúng ta chụp lại ảnh sản phẩm và chụp lại giá sản phẩm để chốt hàng nhé.
Đấy, em xin cảm ơn các anh đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại mọi người ở những lần tiếp theo. Em xin chào các anh.